Tất cả các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Huy Bôn. Ngày hôm nay mình cùng với tất cả các bạn sẽ cùng nhau unbox hết tất cả những cái món đồ ở đây. Mình chưa unbox một cái nào luôn mọi người. Và tất cả những cái món đồ ở đây á là mình đều đặt ở trên TikTok Shop và trên Shopee. Mình cũng không biết là nó có thực sự tốt như những gì quảng cáo hay không. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox real hết luôn mọi người, còn nguyên siêu nha. Chưa bóc gì, chỉ bóc mỗi cái xe giao hàng hồi nãy thôi mọi người. Và chi phí cho cái video unbox này nó khoảng đâu đó 20 hoặc là có thể hơn 20 triệu. Mình với các bạn sẽ cùng nhau thử. Rồi tiếp theo đó chính là những cái món đồ ở đây thì đa phần đều là đồ gia dụng. 10% sẽ là những cái món đồ nội thất. Thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cái nơi để mua những cái món đồ nội thất nó rất là tốt, giá rất là hợp lý luôn. Và có tại nơi tại Sài Gòn các bạn có thể mua, Hà Nội cũng có luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau let's go thôi. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ unbox theo từng cái thứ tự. Đầu tiên, cái món đồ này là một cái đồ kê, kê gối để mà khi mà các bạn đi xe hơi hay gì đó thì các bạn có thể kê nó vào. Cái này mình mua ở trên TikTok Shop nha. Để mình xem coi. Cái này là gối tựa ô tô cao su non. Giá của nó là, sao không thấy giá nhờ? Giá đâu? Từ từ. Này để mình phải check lại trên TikTok Shop mới được. Sorry mọi người, mình không có nhớ mấy cái giá này đâu thật sự luôn á. Và mình cần phải coi lại xem là mình đã mua cái này với giá bao nhiêu nha. Cái này là 169.000 cho một cái và mình mua tổng cộng là hai cái thì tổng sẽ là 385.000 luôn cả ship. Ok, 385.000 luôn cả ship. Thì mình thấy cái này quảng cáo cũng khá là hợp lý, kiểu mình bị đau lưng á mọi người, nên là mình đi xe lúc nào cũng cần có một cái gối để tựa lưng. Rồi, ok. Thì ở đây hết hồn, tôi tưởng là người ta chỉ gửi đến một cái chứ. Đây nha, ở đây chúng ta sẽ có hai cái gối tựa lưng. Thì hai cái này thật ra nó có những cái combo để các bạn có thể có cả cái tựa đầu nữa, nhưng mà mình chỉ cần cái tựa lưng thôi. Đây mình xem coi nè, nó có êm không nhá. Mình thấy thì cũng êm đó, để lắp đích thử coi. Uầy, rất có cảm giác mà khi mà mình ngồi vào á, nó kiểu nó xẹp từ xuống luôn á. Mà thậm chí cái này nha, nếu mà mình không dùng cho xe hơi á, mình có thể đem lên đây và mình ngồi thật sự rất là êm á, êm thật sự nha. Nhưng mà bây giờ nói chung là trong cái khoảng thời gian để mà chốt là nó có êm hay không á, thì bây giờ tôi sẽ để cái gối này tôi ngồi trong cái thời gian tôi unbox để xem là cái gối này có thật sự là êm như những gì mà tôi cảm nhận ngay ban đầu hay không. Ok rồi, nói chung là quà tặng của shop thì shop sẽ tặng cho chúng ta cái gì ta? Nói chung là một cái cảm ơn này, rồi xong rồi tặng cho mình hai cái này, không biết là cái gì luôn. Cái này là gì ta? Hay là cái gì? Cái này mình không biết là cái gì nha mọi người. Shop họ tặng cho chúng ta cái này mà mình không biết là cái gì. Không biết là bạn nào biết thì bạn có thể comment cho mình biết coi là cái này là cái gì nha. Ok, mình bó tay rồi, không biết cái này là gì hết. Thua, nó là một cục tròn tròn màu đen. Ok, chúng ta sẽ unbox cái này xong rồi. Tiếp theo, cái hộp này tôi cũng không biết là gì luôn. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có, đây là một cái khá là hot của TikTok nha. Đó chính là cái mà lọ tỏa hương thơm 60 ngày thanh lọc không khí khử mùi phòng hệ thế hệ mới 250ml combo ba lọ gì đó. Rồi ok. Rồi ok, để tôi check cái giá này nha, không có giá trên đây luôn. Quầy mình mua nhiều thứ quá mình không nhớ luôn á. Đây rồi, tổng cộng cho cái combo này sẽ là có một loại là 53.000, loại là 62.000 và có cái loại là combo 2 mùi là 117.000. Thì tổng cộng tôi mua 3 hay 5 món này á sẽ là 253.143 đồng. Đó, thì cho cái hộp này. Giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau unbox ra xem thử cái mùi nó như thế nào nha. Tại vì á mình là một người rất là thích mùi hương. Thực ra mai mốt mấy bạn sẽ thấy là nhà của mình sẽ có rất là nhiều dầu thơm, không phải lộn dầu thơm mà là nến thơm, sẽ rất là nhiều nến thơm. Rồi đây. Cái này cũng là một cái gì đó đang rất là hot ở trên TikTok và tôi cũng muốn test thử xem, tại vì tôi sẽ muốn nhà vệ sinh nè, phòng bếp nè, nó sẽ có mùi thơm thường xuyên. Còn trong phòng ngủ và phòng khách thì chắc là nhà tôi chỉ xài nến thơm thôi. Tại vì những cái mùi này cảm giác thì nó sẽ không hợp với mình lắm á, mình đoán như vậy, nhưng mà cứ xài thử xem sao. Khi mà mua cái combo đó chúng ta còn được tặng thêm một cái
cái này là gì nhỉ? Viên thảo bồn cầu. Đó, viên thảo bồn cầu, cái này là cái rất cần thiết nha, rất rất là cần thiết luôn. Mình có mua rất là nhiều những cái viên thảo này, mình cũng có sử dụng rồi, mình thấy nó rất là hiệu quả nha, và mình nghĩ là ai cũng nên có một cái viên thảo bồn cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái đầu tiên là một cái lọ tỏa hương. Đâu để mình xem coi cái mùi này là mùi gì nha. Mùi này là mùi gì nhỉ? Phải cái mùi không, hay là cái tên? Tôi đâu thấy mùi đâu. À, mùi này là hương vani. Đây, hương này là hương vani nha mọi người. Còn hương này sẽ là hương đào. Tôi thấy là mọi người recommend xài hương đào, thì bây giờ tôi cũng trải nghiệm thử hai cái hương này. Còn cái chai này á là, ủa, cái khác nhau đó ta? Khác nhau. Ngáo thật sự mọi người, kiểu bây giờ mua mà cũng không biết là cái nào sử dụng như thế nào á. Thôi cứ trải nghiệm thử đi ha. Rồi ok, tôi thử cái chai này. À, cái chai này á là khi mà các bạn dùng thì các bạn sẽ xé cái này ra, và sau đó các bạn sẽ vặn cái nắp là nó sẽ lên. Để mình coi sử dụng, hướng dẫn sử dụng coi. Xé màng bọc bao bì theo đường nét ở trên lọ, tháo nắp nhựa tròn và sử để sử dụng. Ok, nó tạm ngưng sử dụng thì đóng nắp lại. Ok ok, hiểu. Rồi, về đầu tiên là về cái phần thiết kế thì tôi thấy là khá là hợp lý cho một cái chai. Nếu mà sử dụng 60 ngày là cứ cho 2 tháng đi ha. 2 tháng mà cái chai như thế này thì quá hợp lý, giá cũng rất là ổn áp luôn. Cứ tính vị chi là một ngày chúng ta chỉ tốn khoảng 1.000 thôi. Đó. Rồi, chai thiết kế, bao bì, đóng gói mình thấy đẹp nha. Nhìn rất là chỉnh chu nhưng mà nó hơi hồng quá. Nó sẽ hơi nữ tính tí. Mở nắp, xoay nắp nhựa, xé màng lọc bên trong, lấy thanh dẫn hương trong lọ. Rồi ok, đặt lọ hương yêu thích. Ok ok, cái này thì đơn giản, cái này thì kiểu chúng ta chỉ cần mở này ra khi các bạn sử dụng á, thì các bạn lấy cái này cắm vào trong đây đó và tháo cái nắp này ra để tôi thử cái mùi nha. Nó có cái màng này nữa. Uầy, lạ phết. Cái mùi này nó sẽ như thế nào ta? Nó rất là nhẹ nhàng á, kiểu nó thật sự rất là thoải mái, rất là dễ chịu, và mình nghĩ là ai cũng có thể ngửi được á. Nó giống như là mùi trà đào, nhưng mà nó sẽ kiểu nhẹ nhẹ hơn, nó kiểu thanh hơn, nó không có bị ngọt gắt lắm, giống như mà cách mà chúng ta uống trà đào á mọi người. Không biết mọi người có hiểu không ta? Nhưng mà nghe rất là dễ chịu, nghe rất là thoải mái. Anh Hải thử cái mùi này xem, xong rồi cho mọi người thử cái đánh giá cái. Kiểu em cảm giác là nó sẽ không có quá ngọt gắt á, nó kiểu vừa vừa nhẹ nhẹ, anh thấy sao? Giống trà đào ấy. Giống trà đào đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ, mình sẽ cắm cái này vào và mình test thử luôn. Mình sử dụng thử luôn, mình sẽ bỏ vào trong nhà vệ sinh thử luôn nha. Rồi tí nữa chúng ta sẽ đi vào trong nhà vệ sinh xem thử là cái mùi nó sẽ như thế nào. Ok, như thế này đúng không nhỉ? Đó, hợp lý. Như thế này là chúng ta sẽ có một cái mùi hương thơm rồi. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ vào trong cái, từ hãy bỏ vào nhà vệ sinh. Mình muốn là mình sẽ để vào trong cái tủ giày của mình đi. Trong đây thì hiện tại mình đang để mấy cái đôi giày của mình á, thì mình sẽ để ở đây, tí nữa mình xem là cái mùi nó có thay đổi không nha. Mình sẽ tới cái mùi tiếp theo nha. Mùi tiếp theo sẽ là lọ tỏa hương, mùi hương vani. Mình thì không biết mùi nào nó sẽ thơm, nhưng mà mình nghĩ là mấy cái mùi mà kiểu mình thích đó, nó sẽ là giống mấy cái mùi kiểu trà trắng á, kiểu nó nhẹ nhẹ, nó thanh thanh á. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn thử cái mùi này coi là nó sẽ như thế nào ở bên ngoài nhé. Màu vàng, mình thích cái màu vàng này nè. Nhưng mà cứ thử mùi thôi. Nói chung là mình cũng không khuyến cáo bạn ngồi hửi cái mùi đó. Mình nghĩ là nó sẽ hơi nhức đầu ấy. Xem nào. Cái này thì không thể nói là nó tốt hay là không tốt ngay thời điểm bây giờ được. Mình chỉ thấy là cái mùi hương nó thoải mái, chứ còn để mà nói là nó tốt hay không thì chắc là phải sử dụng. Cái mùi này maybe nha, thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng được nhiều hơn. Maybe là mình có thể để ở trong phòng collector của mình, hoặc là mình có thể để ở trong tủ quần áo của mình. Mình nghĩ cái mùi này mình sẽ thích hơn nha, mùi hương vani. Cái mùi này cảm giác nó sẽ ngọt ngào hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và cái mùi kia thì cảm giác nó hơi bị trà đào quá, không biết nói hay sao. Anh Hải test thử phải cái này. Em cảm giác cái này nó không quá sang nha. Cái mùi này nó nghe cũng không có sang, nhưng mà có vẻ cảm giác là nó phù hợp hơn để trong mấy cái phòng quần áo hay là kiểu nhà vệ sinh thì mình sẽ thích hơn. Mình nghĩ là phòng khách, cái nhà vệ sinh mà dành cho khách ấy, bên ngoài thì mình sẽ dùng cái hương đào, còn cái nhà vệ sinh của mình thì chắc là mình sẽ dùng cái này. Vì thực ra quên cái đóng lại, mình chưa dùng cái này. Thực ra thì nói sao ta, mình có mua thêm một cái chai xịt nữa, cái chai mà kiểu
mấy phút nó xịt một lần ấy, mình cũng có cái đó luôn. Tí nữa mình sẽ giới thiệu các bạn cái đó cho các bạn nha. Rồi ok, mình sẽ để này vào coi lỡ rồi bỏ vào trong cái hương bỏ đây đi đỡ nhầm. Đây. Ok mấy bạn. Rồi. Đó, nói chung là mình thì là người rất là thích mùi hương nên là mấy bạn thấy là mình mua rất nhiều đồ về hương, nước hoa thứ đồ. Cái này là lọ tỏa hương, hương này hương hoa hồng nha. Hương hoa hồng. Mình như cái này mở ra là hình như nó có mùi luôn hay sao á. Thôi kệ, mở nó luôn đi nha. Rồi, để tôi unbox cho mọi người. Tôi thấy này là rất nhiều người nha. Cái này đang là một cái trong những sản phẩm mà bán top chạy ở trên TikTok shop luôn á. Tôi thấy là rất nhiều người sử dụng cái này nha. Đấy, thì cái hương này là hương hoa hồng. Rồi tôi thích xé hết luôn đi. Tại vì tôi không thích nó kiểu lẩm chởm lẩm chởm. Rồi, cái này thì hướng dẫn của cái hướng dẫn sử dụng nó mất tiêu rồi. Thật ngốc nghếch thật sự. Ôi, cái này sai sao ta. Đây. Xé màng bọc rồi tháo nắp nhựa tròn bên trong để sử dụng. Nếu tạm ngưng sử dụng có thể đóng nắp lại. À, bông tiếp xúc với lõi thấm để có thể lương tỏa, có thể điều chỉnh. Ok. Hiểu rồi. Là mình sẽ mở cái này ra mọi người. Đây đây. Đấy, mình sẽ mở cái này ra. Sau đó mình sẽ mở cái nắp này. Đúng không? Đó. Hợp lý luôn. Cái mùi này hơi kỳ nha. Cái mùi này nó kiểu bị kỳ sao á. Không biết nữa, nhưng mà từ từ, hoặc là do là tôi không có hảo với cái mùi này. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ tôi sẽ cho anh Hải hửi thử nha. Em nghĩ mấy cái này thì nên chắc chắn là phải để toilet rồi, nhưng mà cái mùi này hơi kỳ nha. Sao? Anh Hải thấy sao? Hơi kỳ đúng không? Cái mùi này không biết để đâu luôn mọi người. Cái mùi này chắc tôi để ở ngoài kia quá. Để ở ngoài cái chỗ, mấy cái chỗ trồng hoa của tôi á. Chết rồi. Cái mùi này hơi fail nha. Mùi này thì tôi nghĩ là tùy gu mỗi người nha. Cái này là quan điểm cá nhân, với lại cái này tất cả những cái đồ này là tôi mua hết nha, bỏ tiền ra mua hết nha, chứ không có những booking quảng cáo hay gì. Nhưng mà cái mùi này không hợp với tôi lắm, hơi kỳ. Trong ba cái mùi thì tôi đánh giá khá là cao cái mùi vani hợp với mình nhất. Ok rồi, xong rồi đó. Bây giờ tiếp tục tới một cái tiếp theo đi. À, cái này ơi, cái này ngồi êm nha, ngồi thích nha mọi người. Cái này là chai xịt thơm dày. Thực ra bản thân mình không phải là một người bị gọi là bị hôi chân hay là bị giày nó bị hôi, nhưng mà cái này là cái mà mình muốn test thử cho các bạn. Vì bản thân mình là một người, nói chung là mình bị yêu giày một cách nó bị thái quá. Mỗi lần mà mình mang giày xong, mình sẽ lúc nào cũng sẽ để nó ở bên ngoài cỡ khoảng tầm 1 đến 2 ngày. Sau 1 đến 2 ngày thì mình mới bắt đầu mình bỏ nó vào trong hộp. Mình mới bắt đầu bỏ nó vào trong hộp. Rồi sau đó thì mình sẽ xem là nếu như mà nó bị ẩm hay gì đó thì mình sẽ bắt đầu đem đi vệ sinh. Còn nếu không thì mình sẽ bỏ vào trong hộp. Và lúc nào mình cũng sẽ có gói hút ẩm nè, vân 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 đó. Và đặc biệt cái quan trọng nhất đó là vớ. Vớ nha. Thì mình sẽ thay liên tục cỡ 2 tuần một lần. Đó, nếu như mà nó bị dơ quá thì mình sẽ thay. Còn việc giặt á thì mình vẫn phải giặt nó, nhưng mà mình sẽ sử dụng có hai mục đích. Những cái vớ mà mình đã sử dụng nhiều á thì mình sẽ dùng để đi daily hàng ngày. Còn khi mà mình mang để đi chụp hình hoặc là những đôi giày mới á thì mình sẽ không dùng những cái đôi vớ đó, mình sẽ dùng những cái đôi vớ mới. Thì đây không phải là cái cách mà nó tiết kiệm tốt hay gì đó cho mọi người, nhưng mà đó là cái sử dụng của mình. Mình sẽ bóc phốt cái này nha mọi người. Nãy giờ mình cầm lên mình đã thấy rồi, mình đã nghi nghi rồi. Có nghĩa là rất nhiều bạn comment ở trên TikTok luôn, ở trên cái bài đánh giá đó mọi người. Tại vì cái này nó ghi là 260ml, nhưng mà thật ra mình cảm giác là cái bình này nó chỉ được nhiêu đây thôi mọi người, được một nửa thôi. Anh Hải cầm thử đi, nó chỉ được một nửa thôi anh, kiểu cái đúng không, nó nhẹ tưng luôn á mọi người. Nên là mình nghĩ là cái này là kiểu họ bán rất là rẻ cái chai này. Để mình xem coi, nó mới giao cho mình hôm qua, bên này người ta giao cho mình ngày hôm qua, để mình xem. Rất rất là nhiều những cái đánh giá như vậy mà tôi không tin. Tôi sẽ tin tưởng vào những cái năm sau ấy. Xong rồi tôi mua từ nha. Đâu rồi ta? Từ mọi người ơi, tôi có nhiều quá, xong rồi cái giờ tôi không nhớ được hết cái nào với cái nào nữa. Đợi tí. Tìm cho, hôm bữa tôi nhớ tôi đọc những cái comment đó rồi. Nên là tôi mới kiểu đắn đo ấy, không biết là có nên mua cái chai này không. Đánh giá của họ nha nè, đánh giá 1 sao 277 cái.
Đấy, từ từ để tôi xem có vài comment đây. Shop này nó lừa đảo đấy, mỗi chai để dung tích 260 mà 5 chai thì nó 1 lít 300 ml, 300 ml, nhưng trên thực tế mỗi chai chưa tới 50 ml. Mọi người đừng thấy rẻ mua sản phẩm sai lầm chết đó. Tôi không có tin mấy này mọi người, nhưng mà kiểu tôi thấy rất là nhiều đánh giá 5 sao, lượt bán cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà thực tế thì nó đúng nghĩa luôn mọi người. Mọi người mua về sẽ thấy là nó không có giống như quảng cáo nha, nó nhẹ tưng luôn á, hơi bịp nha. Rồi tiếp theo là cái nắp chai của tôi bị bể nè, cái này không quan trọng lắm, nói chung là có thể xí xóa bỏ qua. Cái này là cái chai mùi hương đào đó, tôi mua combo mấy này chỉ có 8 mấy ngàn thôi. Thực ra là nó rất rẻ, nhưng mà tôi sẽ không phải là người mà thích cái kiểu có lý do là nó rẻ mà giá này hợp lý rồi, như đây là ok. Bỏ đi mọi người, đừng có như vậy. Nếu mà như vậy thì các bạn chỉ đang tiếp tay cho những cái người họ muốn kinh doanh theo cái dạng như thế này thôi. Thực tế ra có rất nhiều cách để bán rẻ và cũng có rất nhiều cách để đưa cho các bạn một cái giá tốt. Có nghĩa là đừng có lợi dụng vô cái sự ham muốn rẻ của mọi người mà kiểu số lượng nữa. Là bây giờ trước tiên là cái việc tôi không có khuyến khích các bạn mua cái chai này với cái combo này, thực sự là nó không đúng với thực tế. Tiếp theo thì bây giờ phải test thử coi là nó có mùi không, vì có rất nhiều những comment nói á, là kiểu nó chỉ có cái hương thôi, nó kiểu nó như cái khói rồi á, không có mùi luôn mọi người. Ok, bây giờ test nha, bây giờ test đi. Giày của tôi á thì là chưa đem qua đây đôi nào hết, nên là tôi sẽ test trên đôi dép của anh Hải đi, đôi The Wolf này của anh Hải đi. Ok, test nha. Thường á người ta sẽ nói là để cái chai xuống như thế này rồi xong rồi xịt. Đây, tôi sẽ để xuống, tôi xịt. Thấy không anh? Thấy. Ui, nó xịt chỗ tay em rồi. Lạnh nha. Nó lạnh lắm luôn á, nhưng mà cái quan trọng là em không có nghe được mùi. Từ, bây giờ em nghĩ là em phải đi rửa tay cái đã. Phải lau cái tay cái đã. Cười nha. Nó chỉ có hương kiểu thoảng thoảng qua thôi. Khá là bịp. Ui da. Nó cũng có mùi chứ không, nói sự thật là nó cũng có mùi chứ không phải là không có mùi, nhưng mà mình cảm giác là nó sẽ làm cho đôi giày bạn thúi hơn. cái này cái cảm nhận của mình nha, nó sẽ làm đôi giày của bạn thúi hơn á, nên là mình nghĩ là thôi cái này bỏ qua bên đi nha. Ok, không, mình nghĩ là không đáng sử dụng luôn. Và cái này thì nếu mà gọi là vứt thì cũng không nên lắm, hay là cứ dùng thì chắc là dùng cho mấy đôi dép thiệt, mình nghĩ là dùng cho mấy đôi dép. Cái này mình nghĩ nó cũng sẽ không tốt cho mấy đôi giày của bạn đâu, đặc biệt là những đôi giày mắc tiền của mấy bạn á. Không nên mua nha, cái này fail rất là fail nha. Ok, bỏ này qua một bên đi, khá là fail rồi. Tiếp theo là một cái gì đó tôi không biết, nhưng mà ở đây người ta có ghi là chú ý hàng dễ vỡ. Tôi không thấy họ để tên mấy cái sản phẩm ở trong đây là gì luôn, nhưng mà cái này mua ở TikTok Shop. Tiếp theo là nhớ quay video. Rồi ok, tôi quay video nha, nhớ quay video, đây quay video. Mấy bạn yên tâm là mấy cái này là real hoàn toàn luôn á, không có dàn dựng, không có kịch bản mà cũng không có booking gì hết. Nói chung là tôi mua những cái này là dành cho nhà tôi, đọc cũng kỹ lắm rồi mọi người. Chỉ có cái quỷ đó là tôi kiểu muốn kiểu thử một lần tin á. Là gì ta? Là gì chứ? À, cái này là một cái rất là đáng để sử dụng nha mọi người, rất là đáng để mua. Cái này mới ra hôm qua nè. Cái này là chai xịt thơm Downy. Cái này là một trong những cái mà tôi thật sự rất là recommend các bạn nên trải nghiệm nha, nhấn mạnh là đáng để trải nghiệm luôn đó. Đúng rồi đó, cái màu xanh này là cái tôi đang xài luôn. Thật sự là nó còn một cái loại chai khác nữa, nhưng mà cái chai đó tôi thấy trên TikTok Shop chưa bán. Để tôi tìm ở bên ngoài, hoặc là nếu mà có tìm được trên TikTok Shop hoặc là Shopee tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái đó chắc là video sau đi. Đây, cái này không nhớ là tôi mua ở trên TikTok Shop là bao tiền. Hình như là mấy chục ngàn thôi à. Nói chung là rẻ lắm mọi người. Rẻ, cái này rẻ nha. Đây, tôi nghĩ là nếu như mà Downy cho tôi làm đại diện nha, cái dòng này tôi cũng sẽ ok á. Tại vì nó rất là phù hợp, đặc biệt là cho những bạn nào á mà hay xài đồ nỉ nè và đồ zin nhiều giống như tôi, và hoặc là những bạn nào muốn bảo vệ đồ của mình một cách tốt nhất có thể luôn, thì mình rất là khuyên các bạn sử dụng những cái chai như thế này. Vì cái chai này á, đầu tiên á, nó sẽ giúp cho cái quần áo bạn nó có hương thơm nè, thứ hai là nó kháng khuẩn nè, và thứ ba á, là kiểu bạn không cần phải giặt nhiều. Đó là cái điều mà mình rất rất là recommend các bạn sử dụng cái này. Thứ nhất là những cái quần jean như mình đây nè, những cái quần jean mình đang mang nè, thì thường nha, nó thật ra là phải khoảng
mình phải mang tầm đó 10 lần trở lên mình bắt đầu mình giặt. Còn lại đa phần đó, mỗi khi mà mình mang xong mình sẽ bắt đầu mình sẽ để khô thoáng, và sau đó mình sẽ dùng cái chai này và mình sẽ xịt nó, và kiểu nó sẽ tạo ra cái hương thơm ấy. Đây, hoặc là áo mình đây, cái hương của nó ấy thì kiểu nó sẽ không phải là quá thơm nha. Đối với hai cái chai này không phải là hai chai mình sử dụng quá nhiều. Hai cái chai này là hai chai mà mình dùng kiểu chỉ mới gần đây thôi, còn trước đó mình sử dụng cái chai khác. Mình không có hình ở đây cho mọi người xem, mình sẽ để hình chai đó cho mọi người. Cái chai đó là cái chai rất là thơm, thơm hơn cái chai này rất là nhiều. Cái mùi thì mình sẽ recommend các bạn là trải nghiệm cái hương màu xanh này, đối với những bạn nào thích mùi nhẹ nhàng nha. Đó, nó sẽ là kiểu, nó giống như là kiểu mấy bạn vừa mới giặt ra luôn á. Nói chung thì nó cũng không phải là, thôi chốt lại câu như thế này, cái này chỉ đơn giản là để các bạn kháng khuẩn, và có nghĩa là các bạn sẽ vệ sinh sơ qua cho nó. Nó không phải là một cái gì đó kiểu có thể tẩy sạch hết giống như các bạn giặt đó. Cái đó là phải nhấn mạnh nha. Rồi, nhưng mà để gọi là hương mùi thơm ấy, thì mình sẽ chắc là video sau hoặc video nữa mình sẽ recommend các bạn cái chai mà mình sử dụng nhiều hơn. Hôm nay mình không có đem qua đây tại vì nó hết rồi, mình sử dụng cái đó rất là hao á, mình xài hao lắm luôn á cái chai đó. Rồi bây giờ thì để mình thử cái mùi này mùi mới, mình chưa có thử. Tại vì mình thường mình sợ mấy cái màu kiểu bị nó đậm đậm á, tại do sợ là nó sẽ bị gắt. Cái mùi này sẽ hợp với chị em phụ nữ hơn nha. Mùi này sẽ hợp, rất hợp với chị em phụ nữ. Kiểu nó sẽ ngọt ngào á, anh nghe thử, giống như kẹo vậy đó. Cái mùi này nó dễ chịu hơn ha. Nhưng nói chung là cái mùi này thì mình đang sử dụng rồi, nhưng mà mình chỉ đa phần là dùng cho quần jean thôi. Áo thun thì mình không dùng cái này. Cái chanh là chai mùi mới, mình mới vừa thử. Đó, hương này là hương chích tôi. Hương này là hương đam mê nha mọi người, hương này hương đam mê. Còn hương của tôi là hương cái gì, hoa hồng hay gì đó, hương nắng mai. Ừ, hương nắng mai nha mọi người. Tôi thì thường không biết tên mấy cái này đâu, tôi chỉ kiểu thích cái màu nào thì chọn màu đó. Hai cái chai này, tóm gọn lại, nếu như những bạn nào mà mang quần jean nhiều, mang áo hoodie nhiều, và thậm chí là muốn mà đồ mình hạn chế giặt, thì các bạn có thể sử dụng cái này để xịt. Thứ nhất là kháng khuẩn nè, và giữ được cái hương thơm cho chúng ta. Đây, cái này là một cái chai mà mình rất là nôn nè, rất là nôn để review cho mọi người. Đó chính là chai xịt thơm tự động. Đây, chai xịt thơm tự động. Ok. Chai xịt thơm tự động. Yeah. Rồi, ok, chai xịt thơm tự động. Hiện tại thì mình mua tổng cộng là 3 chai, mình nhớ là như vậy. Ủa? Cái vỏ đâu? Chết tôi rồi. Ủa? Trời ơi, mọi người ơi, tôi mua 3 chai nhưng mà cuối cùng lại là mua 3 cái chai không, chỉ có một cái vỏ mà thôi mọi người, là có nghĩa là chỉ có một cái vỏ này để nó xịt thôi. Còn lại là 3 cái lõi. Trời ơi, tôi tưởng là nó phải là combo chung với nhau chứ. Ok thôi, bây giờ phải đặt thêm mấy cái chai xịt nữa. Hương của tôi chọn nó sẽ gồm có những hương như sau: hương ải, hương vani nè, hương biển phiêu bồng nè, rồi hương gì đây? Hương trắng, hương đinh, hương trắng. Rồi ok. Đó, ba mùi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng cái hương này trước, đó là hương biển phiêu bồng. Cái này thì tôi thấy là rất là hot, cái này bạn tôi có xài rồi, bạn tôi giới thiệu cho tôi, cái này rất là hợp lý nha, đợi tôi xíu. Trời ơi, không mua cái vỏ. Cái này tổng cộng là tôi mua 3 cái là hết, để xem coi, hết 531.000. 531.000 là gồm cái này với lại 3 cái lõi này, thì một cái vỏ không, để tôi xem coi là bao tiền nha. Một cái vỏ không, máy không lõi nè, máy không lõi là 106.000, rồi phải mua thêm 2 cái nữa. Đó, bây giờ phải đặt rồi đó. Trời ơi là trời. À, có sẵn pin cho mình luôn nha mọi người ơi. À, và nó có cái, nó sẽ có cái công tắc. Nó sẽ có công tắc thời gian ở đây là 36 off nè, 36 và 9 và 18. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ dùng một cái mức ở giữa. Đa phần thì nên sử dụng cái mức ở giữa. Thì tôi đã nghe rất là nhiều người review cái này rồi. Giờ chỉ đơn giản là
Cái mùi này dễ chịu nha mọi người. Cái mùi hương biển phiêu bồng, rất là nhẹ nhàng, thanh. Cái mùi nó sẽ thanh 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 á, rất là dễ chịu. Cái mùi hương vani này thì dành cho những bạn nào là kiểu dành cho nữ nhiều hơn. Mình nghĩ là sẽ phù hợp cho mấy bạn nữ nè. Mùi này thì mình chưa nghe rõ mùi lắm nha. Nói chung là thấy là cảm giác là nó sẽ kiểu mát mát, nó kiểu dễ chịu, nhưng mà mùi nó sẽ không được lâu lắm, mình nghĩ vậy. Thì cái này thì mình nghĩ là nếu mà bạn sử dụng hương đinh, hương trắng thì dùng 9 phút một lần nha. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ gắn cái này vào. Cái này thì nó sẽ gắn như thế này mọi người. Nó sẽ gắn vào như thế này. Và sau khi các bạn cài đặt rồi đúng không, các bạn rút pin ra nè. Rút cái để chạy pin ra nè. Rồi ok. Và nó sẽ bắt đầu. Khi bạn bỏ vào thì nó sẽ bắt đầu xịt một cái nha. Đấy. Kinh nghiệm. Tôi đã từng nghe rất là nhiều bạn TikToker, mấy bạn giới thiệu cái chuyện này hay là tôi. Đấy. Mùi này dễ chịu. Mùi này khá là recommend các bạn trải nghiệm. Cái mùi tên gì quên mất tên rồi. Ok rồi, tiếp theo thôi. Mùi dễ chịu ấy. Tí nữa bạn sẽ thấy nó tự xịt nha. Nếu mà không tự xịt thì có vấn đề đó. Cái này là hình như là máy hút bụi. Đây là một cái hút bụi rất rất là quốc dân của mọi nhà rồi. Ai mà chưa có cái máy hút bụi này thì chắc chắn là phải đi mua thôi. Nha, phải đi mua thôi. Ok. Ồ, cái mùi thơm đó ta. Cảm giác khá là thích đấy. Được. Sau khi này xong thì tôi sẽ đem cái này vô trong nhà vệ sinh luôn. Đây, đây là cái máy hút bụi quốc dân. Thật ra ấy, cái mà màu mà nó hút ok hơn, nó xịn hơn là cái màu xanh. Ngày trước tôi xài cái màu xanh rồi, nhưng mà đợt này thì qua nhà này tôi kiểu cũng muốn thẩm mỹ ấy, nên là chọn màu đen, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng hút được rồi, không cần tới màu xanh đâu. Tại vì mấy cái này, tại vì tôi có một cái máy hút bụi bự hơn nữa, một con to tướng hơn nhiều. Nói chung là con này thì quá là quốc dân rồi, và thật sự nha, đẹp, rất là đẹp luôn. Con này rất đáng mua luôn ấy, và rất là đáng sử dụng cho những bạn nào là sinh viên, là những người mà đang ở trọ ấy, thì rất rất là đáng để các bạn có thể mua. Tại vì cái mức giá của nó chỉ dao động khoảng tầm 300 mấy, 400 ngàn, và nó thực sự là làm việc rất là hiệu quả nha. Cái này thì không cần phải PR quá nhiều nữa, bởi vì cái khả năng sử dụng của nó ấy, nó đã được thể hiện rất là nhiều rồi. Cái này thì từ nhà cũ cho tới mấy cái nhà mình đi thuê thì cái nhà nào mình cũng có cái này hết mọi người. Nó hút rất là tốt. Lực hút thì con này thì cũng sẽ không quá mạnh nha. Con này sẽ không mạnh bằng mấy con như là màu xanh. Bây giờ thì chắc là rồi để review cho mọi người xem là bên trong sẽ có thêm gì nha. Cái này là một cái đầu cơ bản để các bạn có thể hút sơ qua nhà. Cái này nó sẽ không quá là sạch. Cái này nó sẽ không phải hút, sẽ không phải nào mà vô mấy cái ngóc ngách được nha mọi người. Cái này thì các bạn đẩy đi một cái mảng bự thì sẽ hút tốt. Đó, còn khi mà các bạn dùng cho những cái ngóc ngách thì mình sẽ dùng những cái này. Đây, nó sẽ là cái đầu này. Thì các bạn sẽ dùng cho những cái ngóc ngách. Bây giờ mình sẽ test luôn nha mọi người nha. Tại vì hiện tại nhà mình cũng đang khá là bụi. Đó, đầu tiên thì nó, tiếp theo thì nó sẽ có thêm một cái cây này nữa. Đây, cái cây này để các bạn có thể gắn vào. Nhưng mà mình thấy là ở trên mạng người ta sẽ bắt đầu người ta test bằng cái việc là nó sẽ hít được cái lực bao nhiêu ấy, thì hít được cái gì lên ấy. Thì bây giờ mình hiện tại ở đây cũng không có cái gì nó nặng nặng. Có cái thớt, để mình đi lấy cái thớt đấy. Cái thớt này của nhà mình nó khá là nhẹ, nên là để mà nói là cái này nó có hút được cái này hay không thì mình nghĩ là dư sức á mọi người. Kiểu cái này nó không nhầm nhò gì với lại cái máy hút này, thì mình rất là tự tin vào nó. Đây. Nghĩa là cái này nó quá là dễ với con hút bụi này. Mình nghĩ là cái gì đó nặng hơn tí đi. Mình nghĩ cái gì nặng hơn một chút nha. Để mình xem cái thùng nào đó mà nó nặng hơn không ta. Mấy cái này thì nhẹ quá. Nếu mà nó hút được cái quạt này thì nó gọi là siêu cấp VIP rồi. Mình nghĩ không nổi đâu, cái này phải tầm 3 kg mấy. Cái quạt thử nha. Mình nghĩ là không hút được đâu. Không nổi, chắc chắn là không nổi rồi. Tại vì cái quạt này nó quá là nặng, thì nó bị over quá.
Đó, không hợp lý lắm. Cái này với mình là rất đáng đồng tiền bát gạo để các bạn hãy bỏ tiền ra mua nha. Con này xứng đáng, rất rất là xứng đáng nha. Rồi, ok, thì nhà của mình á thì là cũng phải cần thêm rất là nhiều ổ điện. Đây, nên là mình có đầu tư thêm một cái ổ điện như thế này nữa. Cái ổ điện này hôm bữa mình mua ở đâu, ở trên gần Muji á. Đấy, trên quận 1. Cái này thì đổ qua một bên đi. Ok. Rồi, tiếp theo đây là cây lau nhà nha mọi người. Cây lau nhà này thì cũng là một cái cây mà nó gọi là quốc dân của mọi nhà rồi. Tôi thì tôi thấy là cây này nó rất là tiện. Tôi không nhớ, nhưng mà tôi không nhớ là tôi mua cái loại nào, nhưng mà tôi nhớ là tôi đã tìm hiểu khá là kỹ về cái này trước khi mà tôi đặt bấm vào mua. Tại vì đêm hôm đó là một đêm mà tôi đã mua quá nhiều thứ rồi. Đây là cái cuối cùng mà tôi quyết định tôi mua. Đó là cái cây lau nhà dạng phun sương. Người ta lại vẫn tiếp tục recommend các bạn là phải quay lại cái quá trình mở hàng của các bạn để mà dễ có thể bảo hành cũng như là vệ sinh. À lộn nhầm, bảo hành với lại trả hàng nha mọi người. Yes, ok. Tôi thì hôm nay tôi quay hẳn YouTube luôn. Đấy, có gì là tôi gửi ngay video ngay. Rồi, ok. Đầu tiên thì tôi không biết cái này là cái gì. Tôi nghĩ là cái này là cái đầu để mà chúng ta lau. Chúng ta sẽ có... Ủa? À, cái cây này là cái cây để các bạn cọ nhà vệ sinh và lau kính nha. Cái này là cây 3 trong 1. Đây, cọ nhà vệ sinh với lại lau kính. Cây này là cây mình nghĩ là khá cần thiết. Rồi mình thấy đi mua nguyên một combo thì nó cũng khá là rẻ ấy. Nên là mình cũng đầu tư luôn. Tại vì mấy cái này thực sự là công năng sử dụng cũng có chứ không phải là không. Nên mình nghĩ là đầu tư thì cũng hợp lý mà. Giá cũng hợp lý nên là chúng ta cứ mua thôi. Rồi, ok. Mấy cái này thì nó sẽ bằng inox. Cái này thì để các bạn dùng để cọ nhà vệ sinh nè. Đó, cái đầu này thì các bạn có thể tùy chỉnh ha. Cọ nhà vệ sinh, đưa lên đưa xuống như thế này. Rồi các bạn làm kính nữa, chào qua chào lại thế này là kính. Ok, nói chung là với tôi thì cái này cũng chắc chắn á. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lau nhà. Nếu như các bạn không có đủ khả năng để mua một con robot vệ sinh thì con robot đó mắc lắm nha. Tôi hôm bữa tôi tưởng mấy robot đó rẻ mọi người, 1-2 triệu. Tôi tính lên mạng đặt con về để trong phòng nhìn cho nó công nghệ một tí. Tôi bấm vô thấy hai mấy triệu không à. Kêu thua. Trời, cái này giống mấy cây bắt rắn của mấy ông bên Mỹ. Đúng, cái này giống mấy cây bắt rắn của ông bên Mỹ kìa mọi người. Nè nè, mọi người nhìn nè, y chang mấy ông bắt rắn luôn. Thiệt, tôi hay coi mấy cái chương trình bắt rắn bên Mỹ á. Có cái đầu kẹo kẹo chơi. Uầy, cái này thì như cái kiếm của siêu nhân á mọi người. Uầy, nhìn trong chức vụ nha, tụi mày là tôi thấy nó rất là nhiều đồ trong này luôn. Siêu siêu nhiều đồ trong này nhưng mà không biết này là gì luôn. Trong đây là sẽ có một combo 10 khăn lau tay nhà bếp, bộ rổ, nhựa, thau, cái thứ. Ôi nhiều quá, không thấy hết được. Cái này cũng khá là đắt. Cái này thì để tôi xem nha, tại vì tôi không chắc về cái chất lượng của nó. Tại vì cái này tôi mua trên Shopee thì tôi không chắc về cái chất lượng của nó, nên là bây giờ sẽ unbox cho mọi người xem. Nếu mà hiệu quả thì tôi sẽ lại tiếp tục để link cho mọi người. Đây, cái này sẽ là một cái bộ cọ nhà vệ sinh. Thì hôm bữa tôi cũng có mua trên TikTok một cái bộ rồi, thì có gì tí nữa sẽ so sánh với nhau. Cái bộ này là cái bộ nó bằng nhựa mọi người, nhưng mà cái loại như thế này nè, mình không biết nữa. Hôm bữa mình đọc comment thì mọi người nói là cái này xài khá là tốt, nhưng mà cứ phải sử dụng một thời gian xem là nó có hiệu quả hay không. Tôi thì tôi không đánh giá cao quá về cái bộ này đâu. Đây, nó còn có thêm cái bàn chải đánh răng nữa. Dạ, cái giỡn chứ, cái này là cái để bạn cọ mấy cái chỗ mà nhỏ nhỏ ấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ rổ. Bộ rổ này thì là dùng cho nhà bếp. Uầy, bộ rổ này tôi thấy thì không ổn lắm nha. Tại vì nó kiểu hơi nhựa lắm á mọi người, nó hơi nhựa quá. Cái này giống như đồ chơi bé á, thì hơi nhựa nha, không ổn lắm. Nói chung là mấy cái đồ nhựa mà mấy bạn mua trên Shopee á thì cũng phải cẩn thận, tại vì đa phần ở trên mạng nó nhìn cứ kiểu đẹp đẹp á, nhưng mà bên ngoài thì chán ngò mà nha. Cái này không đẹp lắm, thôi tôi không recommend các bạn cái bộ này. Sao được chưa, cho em mượn thử. Ok rồi mọi người ơi, đã chỉnh sửa xong cái này rồi nha. Dù mà muốn
muốn giặt thì sao anh? À à, ok hợp lý luôn rồi. À ok, à hiểu. Sai được rồi nha mọi người ơi. Ok, tụi tôi đã sử dụng được cái này rồi. Cái này sẽ có cái vòi xịt này này, nó sẽ phun nước ở dưới nữa đó, nó sẽ có cái đồ phun nước ở đây nha. Ok, hợp lý rồi, được duyệt. Các bạn đợi tôi xíu. Trời ơi, tặng tôi cái thảm mọi người. À, em cảm ơn shop rất là nhiều luôn nha. Ôi, thảm dễ thương quá trời luôn. Thảm này các bạn tưởng tượng đi, cái này không phải gì nhưng mà nói chung là quà tặng thôi, không nói nữa. Nhưng mà cái này nó không hợp với nhà tôi, thiệt, hết hồn. Tôi suy nghĩ, đang loát lại. Ủa, mình có mua cái thảm này không ta? Mình đâu có mua cái thảm này đâu ta? Sao tự nhiên có cái thảm này? Đó, ok, rồi. Cái này là một cái khá là hay ho nè, sẽ giới thiệu các bạn. Đây chính là một cây lau nhà, một cái cây lau nhà nữa. Nói chung là tôi mua rất là nhiều loại cây lau nhà để có thể gọi là giới thiệu với các bạn được nhiều thứ hơn. Kiểu nó có thể cái nào nó sẽ tiện dụng và cái nào nó sẽ tiện lợi thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Cái này thì sẽ là một cái loại mà nó sẽ có cả cái thùng luôn, nó sẽ có cái thùng nước luôn. Và mấy bạn biết ấy, thì cái này nó sẽ lau ở trong phòng khách, phòng ngủ với mình, nhà vệ sinh với lại nhà bếp thì đa phần sẽ dùng cái này. Tại vì cái này á, là nó có nước và cái sàn gỗ mình á, thì mình thật sự là cái sàn gỗ mình có chống thấm nước, nhưng mà mình nghĩ là cách tốt nhất thì vẫn là sẽ phải bảo vệ nó một cách tốt nhất là mình dùng nước ít thôi. Đấy, cái này thì là một bộ cây lau nhà cùng với đây là những cái đồ để các bạn có thể lau bếp, những cái khăn để lau bếp nè. Đó, rồi cái này là khăn giấy. Ok, ở đây thì chúng ta có khoảng đâu đó tầm 1, 2, 3, 4, 5 năm cái đồ lau luôn nha. Nói chung thì bên này sẽ có rất là nhiều đồ lau để các bạn có thể thay, thế là mua thêm đó mọi người. Rồi, cái này thì nó sẽ dạng là dán, thì khi mà các bạn muốn vệ sinh hay thay và tháo ra thì cũng dễ vệ sinh, kiểu bạn tháo ra bạn chà luôn. Cái này cũng rất là dễ nha. Cái kia họ cũng tặng cho chúng ta thêm một cái. Nói chung là đa phần những cái phần này nó đều là nhựa thôi mọi người. Về cái độ hoàn thiện của nó thì mình nghĩ là nó phù hợp với giá tiền, nó rất là hợp lý. Kiểu với chưa tới 500 ngàn thì các bạn đã có được một cái bộ giặt, không phải nhầm, một cái bộ lau nhà ở cái mức gọi là tạm ổn. Về những cái như là chi tiết thì tất nhiên là nó không thể nào gọi là xuất sắc được đó mọi người. Chi tiết thì nó ở mức là tạm ổn thôi. Đấy, ok. Rồi, ok mọi người, tiếp theo thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái loại thảm mà tôi rất là tin dùng. Cái loại thảm này là loại thảm gọi là thảm đá mọi người. Thì nó sẽ không phải giống như là mấy cái dạng lông hay là bằng gọi là giá bằng vải, thì nó sẽ bị một cái vấn đề là khá là hôi. Cái dạng mà đó thì khi mà các bạn để thời gian mà ẩm mốc ấy, thì ẩm thì nó sẽ bị thúi lắm. Nên là tôi thì rất là tin dùng cái dạng thảm đá này. Thì được một cái này nó sẽ tiện gì lợi, nó sẽ tiện dụng nè, là thứ nhất. Cái thứ hai là kiểu nó cũng rất là dễ để vệ sinh, nhưng bù lại cái là nó sẽ ít cái để đẹp ấy. Nhìn nó sẽ không đẹp bằng mấy cái thảm nỉ hay là bằng thảm lông ấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà nói chung là tôi thì cái này tôi sẽ ưu tiên về công năng sử dụng hơn. Và tôi cũng chọn cái màu nó cũng mình nghĩ là maybe nó cũng hợp với nhà mình ấy. À, to quá. Có quá nhiều đồ trong ngày hôm nay, tôi không nhớ được là những gì tôi đã mua nữa mọi người. À, đây rồi, toàn là của Trung Quốc không mọi người ơi. Thực sự là Trung Quốc họ làm mấy cái này quá tốt á, giá thành cũng kiểu quá là hợp lý luôn á. Đóng gói rất là cẩn thận nha mọi người. Đây, tôi lấy cho mọi người xem, không biết là có đúng cái màu mà mình thích không nữa. Hôm bữa tôi thấy nó rất là nhiều màu xám, tôi thì sẽ chọn mấy cái kiểu dạng màu trơn, tại vì tốt nhất là nên chọn màu trơn á mọi người. Đây chính là cái thảm đá mà tôi giới thiệu cho các bạn. Nhìn hơi bừa bộn ha, nhưng mà mình nghĩ là nó kiểu inbox như thế này cũng vui. Ok, bây giờ tôi sẽ thả nước xuống nè. Đó, rồi
Cái này là khi mà mình đổ nước vào nha mọi người. Chứ còn nếu mà chân của chúng ta á, nó sẽ không phải kiểu kiểu gọi là sao ta, cái chân đạp vô nó sẽ khác. Còn bây giờ đó, ui, nếu mà đổ nước vậy thì nó sẽ thấm. Còn để em thử, nếu mà em đổ ra tay em xong ướt thì nó sẽ như thế nào? Tại vì tôi thấy trên quảng cáo á, là kiểu khi mà bạn dùng chân bạn đi qua á, là nó sẽ khô ngay. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái tay tôi ướt đi ha. Giờ tay tôi ướt tôi sẽ để qua đây, thấy cái góc này không anh? Thấy đúng không? Ok. Rồi, sẽ lấy khăn giấy thấm qua. Đây. Nếu mà kiểu cái chân của mình á, mà bước qua á, thì mình nghĩ là các bạn thấy là cái khả năng thấm hút của nó rất là nhanh. Đó, và cái khăn giấy của chúng ta nó cũng sẽ dính một chút xíu nước nha, chứ không phải là kiểu nó hút siêu tốc đâu. Đó, nên là mình thấy về cái khả năng này thì mình đánh giá khá là cao, có nghĩa là nó làm khô tay mình được nhanh. Nhưng mà cái này cũng khá là bụi nha, khá là dơ nha. Mấy bạn mua về thì nhớ vệ sinh trước rồi để, chứ không là nó cũng dơ chân của mình đó. Tổng cộng cho hai cái máy hút bụi này tôi mua nó sẽ rơi vào là 3.301.300 đồng. Cái máy hút bụi chính nó sẽ là 1.979.000, và cái máy hút bụi dành cho giường với lại nệm nó sẽ là 1.399.000. Thì để mình đọc qua một số và cái thông tin của cái con máy hút bụi này cho mọi người nha. Con này, ôi, đùa à? Điên cây mà. Hôm bữa đây tôi sẽ show cho mọi người xem. What the hell? Hôm trước tôi mua 1.900.000. Xin lỗi mọi người, che cái tên địa chỉ lại nha. Hôm bữa tôi mua 1.979.000 đúng không? Hôm nay 999.000. Cây. Trời ơi trời, lỗ 1 triệu mọi người. Cây thật sự mọi người, lỗ 1 triệu. Thì tôi nghĩ là tự nhiên mất vui mọi người. Cây thật sự luôn á mọi người, mất 1 triệu, trời ơi là trời. Cái này là cây họ tặng cho mình một cái bàn chải điện. Quá cây. Tặng cho mình một cái bàn chải điện nha mọi người. Cái này thì mình hôm bữa mà ngày xưa lúc mà mình mua cái dòng trước thì mình cũng đã có được tặng này rồi. Cái này xài chán lắm, không có, nói chung là không có ok. Nếu mà các bạn muốn mua cái bàn chải điện xịn hơn thì mình nghĩ là nên mua. Chứ thật ra cái bàn chải đó, cái đầu bàn, cái lông á, cái phần lông nó cũng đã không có mềm rồi. Các bạn xài nó sẽ không có tốt cho răng của các bạn với lại nú. Là cái đó thì kiểu đồ tặng thôi, nên là mình nghĩ là cái đó nó chỉ là đồ tặng mà thôi. Từ từ để tôi xíu tôi check luôn cái máy hút được nha. Cái máy hút thì không lỗ nha. Cái máy hút thì lỗ cỡ khoảng 50.000. Cái máy hút máy hút mà dành cho giường nệm rồi đó thì lỗ 50.000. Hôm bữa là tôi mua trong livestream luôn nha. Tôi mua trong livestream luôn. Cái bạn mà livestream á, bạn nó còn nói tôi là đây là cái deal tốt nhất, cái deal xăng siêu tốt. Tôi cũng là những người làm livestream. Tôi chưa bao giờ tôi nói với khách hàng tôi như vậy hết. Hôm nay tôi lại bị lừa. Cay quá. Nói chung là giờ vậy đó mọi người. Thôi, không trách được. Bây giờ biết sao giờ. Phú quý do trời. Săn sale được hay không là do các bạn, chứ không phải là do người ta đâu. Người ta cũng chỉ bán hàng thôi mà. Đây, tôi đã nghe review con này rất là nhiều rồi. Ui, nhìn bên ngoài nhìn đẹp quá chứ. Được đấy. Ok đấy, tôi thấy là bên ngoài là nhìn là hợp lý. Nhìn trong là đẹp đấy. Tôi ok với cái con này rất đẹp nha. Con này thiết kế mọi thứ rất chi là đẹp và nhìn cũng rất là công nghệ đấy. Nhưng mà về sử dụng thì chắc là tôi sẽ dùng một thời gian xong rồi tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là nhìn rất là đẹp nhưng mà hơi nặng nha. Cái này nặng tay lắm á. Cái này mấy bạn nữ thì mình nghĩ là
dùng thì hơi cực. Mấy bạn nữ dùng cái này thì mình nghĩ là nó sẽ hơi nặng tay với các bạn. Cái này là cái gì đây, để mình thử coi. Úi, viên kẹo à. Cái này là gì giờ? Nó có một cái cục gì đó, mình không biết cái này dùng để làm gì. Đó, thì bên trong hộp thì chỉ có như thế thôi mọi người, không có thêm gì hết nha. Thứ hai là về sử dụng, về hướng dẫn sử dụng. Đấy. Mình nghĩ hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ lên trên video của mấy cái bạn mà bữa bán livestream như mình á, mình sẽ hỏi bạn, sẽ coi bạn cách sử dụng. Chúng mình rất là cay nha. 1 triệu luôn á mọi người, 1 triệu. 1 triệu luôn á mọi người, không phải ít đâu. Trời là trời. Rồi bây giờ tôi sẽ unbox. Hôm nay mình sẽ unbox cho các bạn chiếc máy hút bụi mình đã mua và đã lỗ 1 triệu chỉ sau 1 tuần. Chỉ sau 1 tuần thôi mình đã lỗ 1 triệu. Nhấn mạnh lại là 1 tuần, cụ thể là 8 ngày, lại là 1 tuần 1 ngày mình đã lỗ 1 triệu. Không thể nào tưởng tượng nổi. Quá thất vọng về bản thân. Tôi còn đang tưởng tượng là tôi là người mua được cái giá tốt nhất nữa chứ. Hôm bữa tôi nhớ là người ta còn để 30 phút để săn sale mà. Rồi nha, trong đây thì có rất là nhiều những cái ở đây nó có cả một cái đồ để các bạn có thể treo cái máy này lên. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có treo cái này, tại vì tôi không có thích khoanh vào tường cố định ấy. Tôi thích để một cái chỗ đó nó thoải mái nhất có thể. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái đầu để các bạn có thể dùng. À không, thực sự là có 2 thôi. Cái này, một cái như thế này và một cái như thế này, 2 cái. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái đầu bự như thế này nữa. Vậy tổng cộng là 3. Đấy, ok. Đây nhá. Đây, tổng cộng là 3. Cái này là cái gì đây? À, cái này để có mục đích là gì nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu lắm cái này là mục đích là gì. À, cái này á, là mục đích của nó là mấy bạn có thể dùng cái này để quét. Ở dưới đây nó có một cái răng cưa đây vậy nè mọi người, thì các bạn có thể điều chỉnh cái này được. Đấy, ok. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái máy. Cái máy này thì với cá nhân mình thấy thì nó rất là đẹp về phần thiết kế cũng như là về gọi là hình dáng. Vì cái con này nó khá là xem với lại một cái máy mà mình rất là yêu thích, đó là Dyson. Rồi Dyson thì khá là mắc ấy. Nó mắc thật sự mọi người, nên là wow, cái con này đẹp ấy chứ. Nó nhìn đẹp ấy chứ nhờ. Nói chung là đẹp, nhưng mà nếu mà bị lỗ 1 triệu thì tôi thấy là không đáng lắm. Nói chung là bây giờ thì đang sale còn 999.000, tí tôi sẽ lên clip TikTok liền luôn mọi người để cho các bạn vào săn sale luôn. 990.000 cây thực sự. Ui. Rồi, để tôi xem coi tiếp theo còn gì cho mây nữa. Chúng ta có thêm mấy cái đầu. Ui, cái này đẹp thế nha. Ui, các bạn nhìn đẹp lắm luôn á. Không, mà cái này phải công nhận, tôi phải công nhận là cái này rất đẹp nha. Đẹp thật sự. Và cái này nếu mà các bạn mua vừa trang trí, ui. Kể cả cái ống này họ làm cũng rất là chỉnh chu nha. Wow. Tôi đánh giá cao về cái về cái thiết kế cũng như là cái thẩm mỹ của cái con máy hút bụi này nha mọi người. Tôi đánh giá khá cao về nó. À, nó có thêm một cái đầu hút nữa nè. À, về tổng cộng con này có tới 4 đầu hút nha. Nhưng mà về cái chiều dài thì con này nó sẽ hơi ngắn vì nó chỉ dài được như đây thôi mọi người, chứ nó sẽ không dài thêm được nữa. Đây. À, để anh xem nữa có phải không? Hay là ở đây nó còn có thêm một cái để nâng cái. À, đây. Cụ thể là nó sẽ dài được như đây. Tôi nghĩ là nó dài được đâu đó khoảng tầm 1m2, tầm khoảng đó. 1m2 nha. Ui, con này đẹp quá. Tôi sẽ test thử cái lực hút của nó xem như thế nào. Ok mọi người. Về lực hút nha, mình cảm giác là con này nếu mà để mà test bằng cái kiểu giống vậy như là hút bằng thớt, hút cái thớt hay là hút mấy cái này á, thì con này nó sẽ không thể nào có khả năng hút được bằng cái con kia. Tại vì các bạn thấy là cái đầu tiếp diện nó rất là bé. Nên là để mà dùng cái lực hút đó để mà nói thì mình nghĩ là không thể bằng được. Và với mình thì mình nghĩ là công năng sử dụng thôi nha. Mình đang nói về phía phần là công năng sử dụng ấy, thì con này nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với con kia. Nhưng mà
mình nghĩ là lực hút thì nó sẽ match thêm với nhau thôi đó. Còn cụ thể như nào thì chắc là phải sử dụng mới biết được. Rồi tiếp theo thì là về phần thiết kế thì con này chắc chắn là ăn đứt con kia rồi. Và để mình xem, ôi, cái lõi lọc này thì cũng khá là dễ để vệ sinh. Cái lõi lọc này cũng rất là dễ để vệ sinh nha mọi người. Các bạn nó có nằm trong đây và chúng ta thấy và có thể tháo ra để vệ sinh rất là dễ. Review cho anh em con vali quốc dân này, combo ba cái vali. Hôm bữa tôi tưởng cái vali đẹp nhưng mà lúc sau tôi thấy có một con đẹp hơn nhưng mà nó mắc hơn rất là nhiều. Combo của cái này hình như là các bạn sẽ phải tốn đâu đó khoảng tầm 2 triệu mấy, gần 3 triệu sẽ được có 3 cái vali thì mình cảm thấy rất là hợp lý. Ui, họ tặng cho chúng ta những cái túi đựng giày nè. Ok, 3 cái túi đựng giày này tôi thấy là hợp lý và cần thiết nha. Rồi, tiếp theo thì cái vali sẽ được đựng ở trong đây. Màu trắng, nhìn bên ngoài không đẹp cho lắm nha. Để tôi xem. Theo hình dung của tôi thì nếu như những gì tôi đang thấy thì bên ngoài nhìn không đẹp bằng trên hình lắm. Nặng quá. Mình mua tổng cộng là 3 size và mình thấy cái con này được quảng cáo rất là nhiều và mình thấy là nó đúng nghĩa là con vali quốc dân ấy. Để xem, let me check. Hôm nay tôi cũng sẽ không ngại để có thể rock test. Nếu như mà chung cư của tôi họ không cấm cái việc là ném cái vali này từ trên đây xuống dưới kia thì tôi chắc cũng sẽ làm. Tôi biết là vẫn sẽ làm được nhưng mà tôi không khuyến cáo cái việc đó lắm vì không ai rảnh để mua cái vali và vứt nó từ trên đây xuống hết. Ok, giờ chúng ta sẽ tháo này ra và để xem thử coi là chất lượng như thế nào. Ui, không, cũng đẹp chứ không phải là không đẹp. Ôi, tôi thấy nó rất là mượt nha. Cái bánh xe này rất là mượt. Tôi hiện tại đang tầm 60 mấy ký và hiện tại tôi thấy nó rất là mượt. Cái việc mà đứng lên cái vali này thì tôi nghĩ là thoải mái tại vì cái hôm bữa mà sửa lắp làm mấy cái rèm này nè thì tôi cũng kêu cái anh thợ là đứng ở đây rồi mà nó không có vấn đề cả. Ok, cái vali này thì tôi thấy là hiện tại là nó đang được bán rất là nhiều và tôi nghĩ là cái việc mà bán nhiều thì nó phải có cái lý do nó và đánh giá của mọi người cũng khá là tốt về nó. Cái phần nhựa này nhìn thì tôi nghĩ là nó không quá là sang, nếu như các bạn nhìn cận cảnh của nó từ những cái chi tiết thì nó cũng không phải gọi là quá là đẹp, độ hoàn thiện quá là cao, nhưng mà với tôi thì hợp lý, vừa phải vừa giá tiền. Với mức giá này thì các bạn nhận lại được một con vali như thế này là quá tốt. Tiếp theo thì tôi sẽ xem cái bánh xe nha. Bánh xe rất là mượt. Ở đây giống cái bản của tôi là cái bản mới nhất thì nó sẽ có thêm cái này và một cái cổng sạc. Đó, cổng sạc USB đâu nhỉ? À đây, cổng sạc ở đây thì các bạn có thể xem qua. Tiếp theo là về cái này là khóa. Khóa thì chúng ta sẽ là khóa mở như thế này. Đây, nhưng mà thực sự thấy mấy cái khóa này nó nhìn rất là lỏng lẻo nha. Mọi người nói là nhìn nó chắc chắn, cái phần khóa thì tôi thấy không chắc chắn chút nào hết á. Sự thật là tôi không thấy nó chắc chắn một chút nào luôn á. Rồi, ở bên trong thì tôi còn có thêm hai cái nữa, sẽ là size 28, 28, 24 với một cái vali xách tay. Tại vì maybe thì sắp tới thì tôi sẽ có một chuyến đi Nhật, nếu như đậu visa cùng với mấy anh em ở ngoài Hà Nội. Rồi, khoang nội thất bên trong thì tôi thấy là cũng khá là rộng rãi, khá là to để chúng ta có thể đựng được đồ. Đây, cho các bạn xem. Đó, thì các bạn nhìn qua các bạn cũng thấy là về phần bên trong, màu sắc, thiết kế thì đẹp, nó không có gì để phải chê hết. Về mấy cái ngăn này thì tôi thấy là khá là bự. Nếu mà như thế này tôi sẽ đựng được đâu đó khoảng tầm 4 đôi giày, khá là phù hợp với tôi rồi. Đó, quần áo thì maybe nếu đi chơi lúc nào tôi cũng sẽ phải hai vali hết mọi người, một vali giày và một vali đồ. Đa phần thì chuyến đi nào cũng sẽ phải mua thêm hành lý. Tôi là một người rất là hay kiểu mua về nhưng mà rất là ít khi unbox ấy, nên là nhiều khi là mấy cái này tôi để, nếu như mà không phải quay video ngày hôm nay thì chắc tới khi nào mà đi du lịch thì tôi mới bắt đầu tôi mở mấy này ra. Đây, bên trong thì có thêm một cái vali xách tay nữa nè. 3 size. Nhưng mà tôi nghĩ là hồi nãy tôi vừa check giá lại rồi thì cái này tôi không mua hố nha. Cái này thì giá bây giờ vẫn bình ổn nha, không bị mua hố nha. Nhưng mà
bây giờ nó mới vừa ra một cái dạng mới, một cái loại mới tôi thấy rất là đẹp, mà maybe là tôi sẽ mua thử cái đó, tại vì cái đó nhìn nó rất là giống với lại Rimowa, một cái vali rất là hot ở trên thế giới. Và cái vali đó cũng là vali ước mơ của tôi, nhưng mà thôi tôi nghĩ là tôi sẽ để dành tiền để mua Rimowa đi. Đấy, rồi trong đây các bạn thấy là tôi có tổng cộng là 3 cái vali với 3 cái size. Size này hình như là size 24, size này sẽ là size 24 và size kia sẽ là size 28 đó. Và chắc là sẽ test thử cái độ bền của nó. Giờ tôi sẽ đứng ở đây nhúng nhảy, trước tiên là lót cái này lên ha. Cái này chỉ là cái miếng vải thôi. Rồi, bước lên đây thử. Tôi có nghe có một cái gì đó nó vừa mới rút rút xuống hả? Nhưng mà chắc nha, tôi thấy khá là chắc chắn đấy. Tôi là phải gần 6 mấy ký đó. Ok, tôi thấy rất là chắc chắn. Để tôi xem. Này, lúc tôi vừa đứng lên ấy, thì tôi thấy là nghe cái rập một cái. Nó sẽ vẫn bị móp nha mọi người. Đây, nếu mà nói nó không móp thì cũng không phải. Ở ngay đây, ngay phần này nó vẫn sẽ bị móp. Đây, khi mình đứng lên nó sẽ bị móp ngay chỗ này. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái này thì để mà hư thì không khó lắm. Tại vì cái này thì các bạn dùng búa hay dùng cái gì đó đập vào nó cũng vậy thôi à. Mình nghĩ nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều ấy. Mình thử coi. Đây, nó sẽ bị móp ngay cái khúc ở dưới đây của tôi nè, tôi thấy nè. Đó, nói chung thì đối với tôi thì cái này để các bạn mua để đi sử dụng tầm khoảng đâu đó tầm 1 năm tới 2 năm thì vẫn là dư sức, rất là thoải mái để các bạn cho cái việc sử dụng đó các bạn trong khoảng thời gian này. Tôi thì đó giờ sẽ thích cái vali kiểu dạng kéo vải hơn, kiểu tại vì nó nhét được nhiều đồ ấy. Cái khóa này không ổn lắm nha. Tôi hắt đầu hình như là tôi nghĩ là nó bị lệch rồi. Nè, các bạn thấy không? Khóa nè, không vô nữa nè. Đấy. Ai xà là rồi. Hư rồi. Đây mọi người. Đó, tôi vừa mới đứng lên, tôi đây. Anh Hải, come on, tới máy quay tới đây luôn đi ạ. Đây. Thì khi mà tôi vừa đứng lên hồi nãy á, thì các bạn thấy là ngay chỗ này nó đã bị lệch. Ngay chỗ này, đó, cái phần này nó đã bị lệch. Nên là bây giờ nếu mà tôi muốn đóng cái này, tôi phải bắt đầu chỉnh những cái răng này lại cho nó đều thì mới thể đóng được. Nên là tôi khuyến cáo các bạn là người ta bia ở trên mạng á, thì người ta có thể đứng lên nhúng nhảy, ngồi lên nhúng nhảy. Thì đó là cái việc của người ta. Tại vì người ta cũng dùng cái vali đó để làm content thôi. Còn cái việc khi bạn mua về á, thì không phải là các bạn sẽ dùng cái việc là bạn nhảy lên, bạn test rồi bạn quăng đi quăng lại để bạn test. Không, cái việc các bạn sử dụng đó là gì? Là các bạn mua về và sử dụng. Cái việc mà nhân viên ở sân bay họ có quăng ném đi á, thì mình nghĩ là cái này nó vẫn sẽ đảm bảo cho các bạn đó. Còn nếu như để an toàn nhất trong tất cả các trường hợp khi mà mình đựng ở trong cái vali của mình là những cái món đồ rất là đắt tiền, hoặc là những cái món đồ mình rất là sợ bị khui và móc, thì việc mà mình hay làm đó là mình ra sân bay, sau đó sẽ nhờ những cái nhân viên ở đó họ quấn keo lại tầm đó khoảng tầm 50-70 ngàn gì đó, hoặc thậm chí có thể cao hơn tùy vào cái vali của bạn, thì nó sẽ là đảm bảo an toàn nhất cho các bạn về cái việc cái vali này nó được an toàn đó. Chứ còn mà các bạn đừng có làm giống như mình, cũng đừng làm giống như trên mạng, giống như áo quần cũng vậy, mua về đừng có kiểu dục vào trong đó rồi xé hay là kéo hay làm gì đó, đừng có làm vậy mọi người. Đó là chỉ là những cái hình thức để tụi mình test cho các bạn xem là cái khả năng chịu đựng của cái sản phẩm đó là như thế nào thôi. Chứ còn cái này như mình nói nãy đó, mình vừa mới đứng lên nhúng nhảy vài lần thôi mà nó đã như vậy rồi đó, thì nên là mình nghĩ là cái này không khuyến khích các bạn làm ở nhà và cũng như là test sản phẩm bằng kiểu như thế này. Ok, mình cảm giác nha các bạn là cái này nó cũng có một cái gì đó nó khá là bất tiện, bởi vì mình thấy là cái việc mà đóng cái này vào cũng khá là khó ấy. Mình cảm giác như vậy, mình thấy là cái việc đóng cái vali này vào cũng khá khó nè, như cái con này của mình nè đó, các bạn thấy không, đóng vali cũng rất là khó nha, và mỗi khi mà đóng thì kiểu phải đi canh chỉnh lại từng cái á. Nè, như cái con này nó sẽ bắt đầu bị lệch nữa nè đó, các bạn phải đi chỉnh nữa. Maybe là hơi bất tiện với tôi về cái khoản đóng gói này. Nhẹ nha, cái vali này nhẹ, với mình là khá là nhẹ, cái vali này khá nhẹ và các bạn có thể ngồi lên để tuột đi cũng ok. Nhưng mà nói chung là sao kìa, với một cái vali giá rẻ thế này
thì chúng ta không đòi hỏi được quá nhiều thứ cao cấp hơn như cái vị khóa hay gì đó. Thì ngoài ra nó đáp ứng đầy và đủ cho một cái vali chuyên dụng để có thể đi du lịch cho những cái bạn học sinh, sinh viên, hoặc thậm chí là những người có một cái khoản thu nhập không quá là nhiều, hoặc là với bản thân mình để mình chi trả cho 5-10 triệu cho một cái vali á, thì là một cái khoản mình cũng rất là đắn đo. Nhưng mà nếu cho mình chi trả khoảng 3 triệu cho 3 vali như thế này thì mình cảm thấy rất là hợp lý, rất là vô cùng tiện dụng và tiện ích. Nên là mình nghĩ là với cái giá này thì những vali như thế này nó đã đáp ứng đầy và đủ những gì mà các bạn cần rồi. Nhưng mà nó vẫn có những cái nhược điểm mình đã chia sẻ với các bạn ở đây. Ok, còn việc vui hay không thì đó là tùy quyết định của các bạn nha. Ok các bạn, tiếp tục là unbox. Và cái này sẽ là một cái đèn bàn, không, một cái đèn đứng rất là to nha. Đây, tôi sẽ cùng unbox với các bạn. Cái đèn này thì tôi thật sự là một pha đánh liều nha. Tôi không chắc về cái đèn này có đẹp hay không, vì cái giá của nó là khoảng 1 triệu luôn cả ship. Thì tôi không dám chắc về việc là nó có đẹp hay không, nhưng mà tôi có đọc qua một vài đánh giá thì mọi thứ khá ổn, nhưng mà tôi cũng không thấy cái đánh giá đó real lắm. Nên là thôi bây giờ hôm nay chúng ta cứ test thử ha. Nhưng mà nó chia sẻ từ đầu ấy, có những thứ mình không chắc là nó sẽ hợp lý, nhưng mà mình muốn thử để nói chung là trải nghiệm thôi mọi người, để sau này sẽ biết thêm nhiều kinh nghiệm khi mà mua đồ online để có thể share lại với tất cả các bạn. Thì hôm nay cứ cho tôi test thử cái này đi ha. Với 1 triệu bỏ ra thì chúng ta sẽ thấy được cái đèn như thế nào, wow hay là hú hồn hay là như thế nào, thì chúng ta cũng cùng xem. Thường tôi thấy đa phần á, những món đồ mà kiểu nó bị siêu rẻ thì nó khá nguy hiểm nha. Nhưng còn những cái món đồ nào mà kiểu nó cũng không phải gọi là quá rẻ thì maybe là cũng an toàn. Uầy, đóng gói rất là chỉnh chu nha. Theo tôi thấy thì là về cái phần đóng gói này là khá chỉnh chu rồi đấy. À ha. Chúng ta sẽ lắp từ đâu nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ phải lắp từ cái chân đèn trước, sau đó sẽ lắp lên trên dần dần. Cái chân này rất là nặng nha mọi người. Chân nặng thì là khá là xịn đấy. Còn không anh? Còn chứ? Tháo mấy cái này ra, sau đó sẽ gắn cái chân đế trước. Bước số 1 và chúng ta sẽ lắp cái chân đèn đúng như mình dự đoán. Như này đi. Ok mọi người, sau khi mà tôi với anh Hạ nó giờ quần quật cũng phải 10 phút ấy thì đã lắp được cái đèn. Ô, tôi thấy cái đèn này cũng rất là đẹp nha. Cái đèn này với cái mức giá là 1 triệu mà chúng ta có được một cái đèn như thế này thì tôi thấy là cũng khá là hợp lý. Ui, à đèn của nó cũng có 3 công tắc luôn nha mọi người. Ui, cái đèn này khá là hợp lý, tôi sẽ để ngay cái chỗ bàn này của tôi luôn, ngay bàn làm việc luôn. Quá hợp lý. Yes. Ok, đẹp. Rất là đáng để bạn mua nha. Ok mọi người, vậy là mình đã unbox hết những cái món mà mình có thể unbox cho mọi người. Tại vì nó còn có mấy cái sọt này nữa nè, rồi rất là nhiều đồ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ để video sau đi, tại vì hôm nay nó kiểu bị nhiều quá rồi, mọi người sẽ bị ngợp á. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Video tuần lần sau thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái nơi để các bạn có thể mua sắm những cái món đồ nội thất giá tốt nè, và có làm theo yêu cầu vân vân và vân vân. Mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn sau nha. Còn bây giờ hôm nay video tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người.